Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến kênh Tôm Sắc Đức Thắng rồi con. Em lên tiếp cho bà con mình một cái con NSA ngày đêm coi có 40 hay 50. NSA 40 anh em ơi, cái này đạn nước anh em, lóc máy thì em nhìn thấy còn khá đẹp trai, nhưng mà nó có cái khuyết điểm này nha bà con. Khuyết điểm là nó gãy chỗ cái bát để mình bắt cái tay lên ga nè, mà cái này mình mắc kế em, cái này mắc kế nó gãy bát cái này. Mình chế cái ga, mình phải chế cái ga khác đây bà con ơi, này nó không có chỗ móc. Cái anh kêu anh giả tiền ship ngoại hình thì máy nó gì nữa anh em, là cái bộ khóa dầu còn nguyên bản nè, boe thì nó thiếu, hồi nãy em có cầm cái cán boe ra em không biết để đâu, cái này em có cái cán này nè, quan trọng là cái cán á, cái cán là bên em có luôn, cán này để về anh em gắn cái con anh em chụp vô là ok à. Còn máy thì nó nguyên thủy nha anh em. Hồi nãy em nghe Phụng nói là cái này em chỉ nghe nói thôi nha, là thằng Tài nó làm chạy rồi, làm chạy rồi mà chạy nó nguyên. Em nhìn cái gon này nè, anh em nhìn thấy cái gon lòi ra ngoài gì không, cái gon này chắc cái gon này ai có mở cái nắp flap ra nè, anh em nhìn thấy nó lòi ra ngoài không. Bây giờ em quyết định là em xả, em bán cho bà con mình, có bán hay không bán rẻ cho bà con mình luôn, thì bà con dọn lại em nha. Cam cốt thì chắc ăn là nguyên si rồi đó, 100% là cái chuyện đó em bảo đảm rồi đó. Còn bô lửa thì con ốc dặn, con ốc không dặn vậy nè, đó cái con này lòi ra ngoài nở ta 40. Tài nó dọn thì theo em nghĩ chắc có lẽ là đứa cháu thường nó chỉ làm nhẹ cái dàn hơi ở ngoài anh em ơi, chứ không biết can thiệp trong, đi bị mấy đứa cháu nó mới trong cái quá trình mà thời gian học nghề mà nó chưa có gần không đâu, không có can thiệp sâu vô trong. Cam cốt thì nó nguyên si rồi, thùng dầu nhóc dầu cũng đi luôn. Rồi ngoại hình thì vậy, máy thì còn lăn bình thường, em thấy còn hơi, nhưng mà hơi còn dữ luôn á. Nghe Phụng nói rằng Tài có làm chạy rồi mà chạy chưa có im, thì em nghe nói vậy thôi nghe anh em. Còn cái này em nói chung em bán cho anh em là bán máy nằm á, máy chưa dọn nổ á. Còn cái boe thì cái con nó thì em bên em tặng cho anh em, mà con có bác mình nha, em tặng cho anh em mình cái con này nè. Đang nữa về anh em mua cái ống 3427 anh em chụp vô, để khi mà mình để mưa nắng nó không có bị vô nước. Rồi em cũng xin báo giá cho bà con cô bác mình luôn, máy này em bán cho anh em cũng như cô bác mình là 2,5 triệu bao ship nha. Còn anh em nào mua tại chỗ em tính anh em là 2,2 triệu. Anh em có một cái NSA 40 đạt nước luôn rồi nè, cái này chỉ tháo heo dầu cái bếp này là được gần 1 triệu rồi nè, 900.000 đối với máy này. Nắp pin lắp, nắp chụp cò, cốt dên một khúc luôn. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em, 2,5 triệu em bao ship, anh em nào làm được máy này alo giùm em nha. Rồi chào tạm biệt anh em.